Chào mừng các cậu đã đến với Cartoon. Trong ba anh em nhà gấu, Panda có lẽ là người sống nội tâm và tình cảm nhất, với tính cách yêu màu hường, ghét sự giả dối, văn vở trong từng hơi thở, đặc biệt là khi lên mạng. Chúc Chúc rất dễ phải lòng các cô gái và rơi vào trạng thái trầm kẽm. Bởi vậy, trong suốt 4 season, đã có rất nhiều cô gái đến rồi lại đi như những gì đã sắp đặt, chỉ để lại cho Panda vỏn vẹn hai chữ, thật tình. Họ là ai? Hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay để xem Panda có tất cả bao nhiêu nàng thơ nhé. Có điều đặc biệt ở cuối video đó. Bắt đầu thôi nào. 1. Dala, tập 37 season 4, Sandcastle. Mối tình đầu như vết chân trên cát, bước nhẹ nhàng nhưng mãi mãi in sâu. Tình đầu luôn là kỷ niệm khó quên và Panda cũng vậy. Ngày đó, khi ba anh em gấu còn nhỏ, họ đang đi tìm mua nhà, nhưng giá nhà lại quá đắt. Nhìn ra bãi biển, Grizzly nhảy ra ý tưởng táo bạo, không mua được nhà thì mình xây nhà luôn. Thế là họ cùng nhau tạo nên một lâu đài cát vô cùng nguy nga tráng lệ. Panda đang ngồi vẽ, cậu vô tình gặp Dala. Dala là một cô bé da đen có gu thời trang phang thời tiết, thích mặc áo khoác giữa mùa hè. Cô bé rất thích vẽ và sáng tác truyện tranh như Chúc Chúc, nên ngay từ giây phút đầu, chàng trai đã tan chảy trước sự dễ thương hồn nhiên của cô bạn. Như là giấc mơ vậy, họ nắm tay nhau đi tham quan lâu đài, thán phục trước những tác phẩm của Chúc Chúc. Cứ như vậy, Dala và ba anh em gấu rất thân nhau, cho đến khi chị Liz tới và yêu cầu Dala về nhà ngay lập tức. Chị ta lúc nào cũng bắt nạt và kiểm soát em út, khiến Dala vô cùng khó chịu. Nhìn khuôn mặt đáng thương ấy, Panda quyết tâm bảo vệ cô gái của mình đến cùng. Thế chiến cát nổ ra, hai bên liên tục tấn công nhau. Panda luôn sát bên cạnh Dala, cho đến bước đường cùng vẫn nắm chặt tay, kéo Dala bỏ chạy. Vì tình yêu mà cậu đã nhanh trí và đánh bại được nhóm của Liz. Tiếng cười cùng cái ôm của cô bé đã khiến Panda vô cùng hạnh phúc. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cô ấy phải trở về nhà trước khi mẹ nổi giận. Panda cứ ngỡ rằng họ sẽ trở thành một gia đình. Nhưng hóa ra với Dala, đó chỉ là một trò chơi mà thôi. Thật buồn cho Chúc Chúc. Có lẽ khái niệm gia đình trong cậu chưa bao giờ có hai từ bố mẹ. 2. Lucy tập 5 season 1, Panda's Date. Và một ngày đẹp trời, khi đang ăn trực ở chợ nông sản, Panda lỡ ăn phải cái bánh quy chứa đậu phộng và bị dị ứng. Ngay lập tức, một cô gái lao vút qua sạp hàng và cứu lấy Panda. Nếu thi nhân xưa tức cảnh sinh tình, thì thi nhân Chúc Chúc tức mình sinh nhạc luôn. Tỉnh đi bạn ơi! Ba anh em gấu làm quen với Lucy và rủ Lucy chiều nay đi chơi đá. Ý tớ là chơi ném đá xuống hồ. Đây sẽ là cơ hội tốt cho Panda đây. Nhưng vì tính hậu đậu và tự ti, Panda làm gì cũng không thành. Trong khi mọi người đã thân thiết với Lucy từ lâu rồi, cảm giác như mình đã bị ra rìa vậy. Panda buồn và trở nên khó chịu khi thấy bọn họ cười đùa. Sự ích kỷ đã khiến cậu ta bày mưu, nhốt hai anh gấu vào trong tủ quần áo và một mình đi hẹn hò với Lucy. Tất nhiên rồi, bữa tối đó vô cùng dở tệ. Panda phải nhập viện vì dị ứng đậu phộng, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, lúc nào cũng muốn thể hiện mình trước mặt Lucy, giống như khi tình nguyện nhận trông coi cậu em trai Clifford của Lucy vậy. Tuy kết thúc không có hậu lắm, nhưng Pan cũng nhận được một cái thơm má từ Lucy. Khi thấy cô thân mật với một chàng trai khác, Panda đã thái độ ra mặt, nhưng rồi cũng phải chấp nhận rằng bông hoa đó không thuộc về mình. Tội nghiệp Pan. 3. Celine tập 21, season 1, Video Date. Cô bạn gái thứ 3 của Panda tên là Celine, 23 tuổi và sống ở nước Pháp. Họ được ghép đôi với nhau trên một trang mạng xã hội. Chỉ với một tin nhắn 2 thôi, cô ấy đã khiến Chúc Chúc rơi vào ảo mộng. Nào là ôm Celine từ phía sau xe, cùng nhau ăn bánh trong khung cảnh lãng mạn của tháp Paris. Đấy, yêu vào là chẳng ai bình thường luôn. Nhưng Panda lại hay bối rối, nên phải nhờ đến sự trợ giúp của anh Grizzly và Ice Bear. Thấy Panda thú vị quá, Celine đề nghị một cuộc video call vào tối nay. Hoan hô, thế là ba anh em tất bật chuẩn bị thật tươm tất. Celine gọi tới rồi, bắt đầu thôi. Dù mạng nét căng, nhưng vừa thấy Celine, Panda lắc luôn. Vậy nên, kế hoạch B, kế hoạch C được triển khai. Ice Bear, Grizzly hóa trang thành Chúc Chúc, rồi vào thế chỗ cậu ấy. Phải công nhận, Celine là một cô gái dễ thương và rất khéo ăn nói. Trái tim Ice Bear lạnh giá đến đâu, trái tim Grizzly hoang dại cỡ nào. Cũng bị Celine chinh phục, cuộc tình tay bốn nổ ra. Ai cũng tranh giành laptop để được trò chuyện với Celine. Họ phá cửa, phá tường, lao vào vật lộn nhau. Ngay khi Panda thổ lộ, anh yêu em, cũng là lúc bí mật bại lộ. Celine đã thấy tất cả, tưởng rằng cô ấy sẽ tức giận vì bị coi như một trò đùa. Nhưng không, Celine cũng thú nhận rằng mình không phải là người Pháp. Chưa kịp nói lời tạm biệt, Celine tắt máy và không cho Panda cơ hội thứ hai. Mối tình này như một cơn gió vậy. Nhưng dù sao thì, tình cảm gia đình vẫn là trên hết nhá. 4. Samantha tập 9, season 2, Fashion Bear. Trước giờ đều thấy Panda bị bỏ rơi không ấy? Có lần nào cậu ta phũ phàng với tình yêu không nhỉ? Có đấy, đó chính là cuộc hôn nhân siêu tốc với cô nàng 17 tuổi, Samantha. Samantha là một người rất năng động, nghiện adrenaline nên rất thích những trò mạo hiểm. Tuy mạnh mẽ và có phần nam tính, nhưng cô nàng cũng khá đa sầu đa cảm. Cô đã từng có người yêu, nhưng có vẻ họ đã chia tay do anh ấy không quen với sự năng động đó. Ngay từ lần đầu thấy Panda, cô đã bị gu thời trang của cậu ấy thu hút. Cộng với sự đáng yêu đó, thì Samantha đổ là cái chắc. Họ đã có những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ. Sau bao nhiêu mối tình đổ vỡ, Panda cũng được biết tình yêu thực sự thú vị đến thế nào. Trong khoảnh khắc cúi xuống buộc lại dây dày, Sam cứ ngỡ Panda đang cầu hôn mình. Cô nhét chữ vào mồm Panda rồi đồng ý ngay lập tức. Giới trẻ bây giờ khó hiểu thật, cả hai về ra mắt bố vợ. Ông ấy cũng rất thích phong cách của Panda và đồng ý hôn lễ. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi,
phải làm sao đây? Cả ba anh em vùng dậy, cởi bỏ hết đồ và tuyên bố. Đây mới chính là chúng tôi, nhìn thấy Panda khỏa thân, Sam hủy hôn luôn. Không sao đâu Panda, lấy một người không yêu mình có sung sướng gì, hãy là chính mình nhá. 5. Amanda, tập 17 season 3, Summer Love. Nếu mối tình với Celine nhanh như gió, thì câu chuyện tiếp theo phải gọi là nhanh như chớp luôn. Và một buổi sáng đẹp trời, Panda đang nhâm nhi ly trà sữa trân châu và chìm đắm trong cuốn tiểu thuyết Summer Love. Thì cậu chợt thấy phía xa kia, một cô gái đội mũ gấu trúc cũng đang uống trà sữa và đọc sách giống mình. Cô ấy là Amanda, 17 tuổi, một cô gái có nhiều sở thích trùng hợp với mình đến thế. Làm sao Panda bỏ qua cơ hội này được? Vô tình, Amanda để quên điện thoại. Panda quyết định sẽ tìm cô ấy và trả lại, trải qua hành trình đầy gian nan và vất vả. Nào là không có thuyền đuổi theo, nào là bị nhà khoa học điên bắt giữ làm thí nghiệm, nhưng tình yêu đích thực của Panda đã chiến thắng tất cả. Panda đến ga tàu, nhưng có lẽ đã muộn mất rồi, số phận lại chia cắt họ như Ngạn và Hà Lan sao? Thật may mắn, Amanda vẫn còn ở đây. Vui chẳng được bao lâu, cô đã phải lên tàu ra sân bay. Họ ôm nhau một cái và nói lời tạm biệt. Nếu tớ đánh mất điện thoại một lần nữa, tớ hy vọng cậu sẽ là người tìm thấy nó. Câu nói của Amanda như ngầm thủ thỉ với Trúc Trúc rằng, tớ đã có tình cảm với cậu rồi đấy. Tàu rời bến và Panda đứng trông theo. 6. Miki-chan và Sanith. Chắc nhiều bạn sẽ không ngờ rằng Pan Pan còn hai cô bạn gái này nữa đâu ha. Họ rất đặc biệt đấy. Miki-chan là nàng waifu được in trên chiếc gối ôm không thể thiếu trong phòng của Panda. Ai bỏ rơi Trúc Trúc, chứ Miki-chan thì không bao giờ nhá. Panda còn thừa nhận Miki-chan là bạn gái của mình trong tập Panda's Art nữa đấy. Nhiều khi cậu ấy còn bón cơm cho nàng tiểu thư ăn nữa cơ. Ảo thật đấy, nhưng mà ít ra Miki-chan còn xinh xắn đáng yêu, chứ không đáng sợ như bà cô Sanith này đâu nhá. Xuất hiện trong tập Toad Life, Sanith là người yêu mới của Panda, sau khi người yêu cũ của cậu ấy bị điên và nằm ở một góc. Thật ra thì cả hai cô đều là mấy cái túi vải được vẽ mắt môi thôi à, chơi túi ít thôi, xinh ngáo rồi đây anh ạ. Hẹn hò với túi được thì cũng chịu đấy. Trên đây là tổng hợp của chúng mình về những cô bạn gái của Panda. Cho dù chưa có một mối tình nào trọn vẹn một ngày, nhưng lịch sử tình trường của Pan Pan cũng dài phết nhỉ. Cảm ơn các cậu đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, hãy bình luận cảm nghĩ bên dưới và đăng ký cho Cartoon nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!